quá thì có phải là nhu nhược không chị vì nhiều khi em thấy em không muốn đụng chạm người khác em xem thấy chị mạnh mẽ quá thật lòng thì em thấy chị hơi dữ có phải dữ như vậy thì mới quyết đoán và ra đời làm việc được không chị em lỗi vì em nói chị dữ nhưng mà em cũng rất cảm ơn chị nhi ạ à. mấy cái con bánh bèo này mày vô mày nói tao dữ xong cái sau đó mày sợ tao chửi cái mày vô đây à, em xin lỗi chị em nói chị dữ bánh bèo của chị em ghé vô đây trong đời tụi em á nhiều thứ tụi em cần phải biết tụi em luôn nói với chị nhi là chị nhi dữ hôm nay chị sẽ cho em hiểu khái niệm tại sao chị không hề giữ đây là nhi nhi đó từng như các bạn nhi rất là dễ thương nhi rất là lịch sự cái dùng đúng từ của các bạn đó nó gọi là hiền đó tử tế tốt bụng đồng cảm hiểu biết những bạn mà làm gần nhi thiệt là gần nhi á, các bạn sẽ thấy là nhi vẫn còn những cái này rồi cái lý do tại sao nhi nói là nhi không giữ các bạn thấy cái vòng màu xanh da trời mà nhi vẽ này không đây là cái như gọi rào cản nhi chiếc khác các bạn là nhi có rào cản và cái rào cản của nhi nó có cái chữ rất đơn giản đó là chữ nô no, tức là không thì tách biệt giữa nhi và cái rào cản này là cả tỷ người họ muốn tấn công nhi chẳng hạn các bạn nói nhi dữ thực ra chỉ là cái phản chiếu của các bạn là các bạn sống diễn giải thôi như đó ví dụ Người ta chửi Nhi ở khúc này đây các bạn nhìn thấy trên comment đối với video các bạn thấy rồi, rồi Họ nói con điên, họ nói gì nữa khùng, rồi họ nói gì nữa thô rồi họ nói như bạn vậy đó giữ khó tính vân vân và trong cái hành trình mà nhi sống trong đời này á nhi biết rõ cái boundary hay nhi còn gọi là cái rào cản giữa nhi và những cái người ngoài kia đó là cái cách nhi say no không ở đây tức là sao là cái cách nhi train nhi tập luyện mỗi ngày để nhi lọc với những cái thứ mà người ta tấn công từ bên ngoài Nhi phải hiểu được là Nhi có tử tế không? Nhi có tốt bụng không? Nhi có đồng cảm không? Nhi có lịch sự không? Có một người mà đi ra đường mà họ bất dạy với Nhi á Thì Nhi dùng cái từ là fair Tức là bằng cái dấu bằng này nè là Nhi đối xử công bằng với từng người á Rồi khi tụi em vô mà tụi em nói với chị Nhi Chị Nhi ơi chị Nhi dữ quá Đó là từ phía ngoài tấn công chị Được chưa? Rồi em nói chị Nhi đáp trả cái này lại làm sao? như ông lắp trả, tại vì như chị nói chị biết đây là chị nè, chị thưa biết chị có hiền không, chị có tử tế không, chị có tốt bụng không, chị có đồng cảm không, chị có hiểu chuyện không, chị có phải là một người lịch sự hay không, chị hiểu rõ cái này chị không cần một người ngoài nói với chị, chị có đối xử với người xung quanh của chị chân thành hay không, ví dụ như vậy. Chị đấu cần phải giải thích với em này Nhưng mà cái chị muốn làm rõ cho tất cả mọi người Từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ ông đến bà Cho tất cả mọi người luôn Các bạn không có cái rào cản này á Đó là lý do tại sao á Cái cuộc đời của các bạn Nó như một cái cuộc vậy đó Tại vì sao? Ai nói cái gì bằng cũng ừ hết á Ai vô nói Ê, mày phải hiền đi chứ Hiền đối với họ nghĩ là cái gì? Cái hiền mà bạn đang nghĩ trong đầu là Nhi phải hiền á Đối với Nhi đó không phải là hiền đối với nhi nó có thể là nhu nhược đối với nhi nó có thể là nạn nhân đối với nhi nó có thể là ngụy biện để mình không có nhu cầu phát triển và tiến lên để cho người khác ăn hiếp mình đối với nhi cái chữ đó nó cũng có nghĩa từ cái phía của bạn cho như nhìn thấy là bạn chọn đi ra đường và bạn sống yếu kém và bạn đổ lỗi cho chuyện là người khác giữ chứ tôi là tôi hiền lắm tôi mà là con đó tôi sẽ không nói chuyện như vậy như nói cho bạn nghe nè đi ra đường bạn đứng hai người đó đánh lộn bạn nói với như bạn hiền bạn không có nhúng mũi vô nhưng nó khoảng không phải là bằng hiền mà là bằng yếu đuối tại vì nếu như cái cuộc đánh lộn đó đó là bạn ngay trong cái tình huống đó hai đứa đó có một ai đó đến set up dàn dựng một cái chuyện gì đó đập bạn kiếm chuyện với bạn kêu ta đánh ghen với con này mà thật ra muốn cướp xe của bạn nhưng muốn coi coi lúc đó bạn có hiền hay không lần khác nữa nếu như bây giờ nhìn lấy hết lương thực đồ ăn thức uống và không khí của bạn bạn có chắc là bạn hiền không bạn sẽ đi tìm mọi cách để bạn có đồ ăn bạn sẽ đi tìm mọi cách để bạn thở được bạn sẽ đi tìm mọi cách để bạn có nước trong người như cho ví dụ khác nữa nếu như ngay bây giờ trước mặt bạn tại cái cảnh mà trước mặt bạn đánh nhau đó đó không phải là một người dân mà đó là gia đình của bạn như muốn coi bạn có hiền như bạn nói hay không cho nên chứ không đồng ý với các bạn dùng cái từ mà gọi là chị Nhi ơi em phải giữ như chị thì em ra đời mới được hả không như không có dùng từ giữ da như sẽ dùng đúng từ cho bạn hơn đó là bạn phải bắt buộc có cái rào cản của bạn để bạn biết cái gì là bạn say yes và cái gì là bạn say no cái gì là bạn đồng ý cho người ta đối xử với bạn như vậy và cái gì là không đồng ý cho người ta đối xử với bạn như vậy ví dụ người ta vô đây tấn công với nhì nhưng không có trả đũa hay như không có tấn công lại một người khác và nếu các bạn coi video như các bạn sẽ thấy như trả lời một cách rất tinh tế như trả lời một cách có não có muối có kiến thức có cái nghiên cứu khoa học để chứng minh cho cái điều mà như phản pháo lại nếu như bạn nói như dữ chỉ bởi vì đơn giản là bạn chưa có ăn cất đủ nhiều đời nó chưa dập mặt bạn đủ nhiều để bạn biến mình từ con gà hay là con chim gì mà nó ở trong trứng thôi các bạn đến một lúc bạn phải thành một con gà lớn đến một lúc bạn phải thành một con đại bàng đó gọi là trưởng thành và nếu như ngày hôm nay bạn không học cách nói yes hay no ranh giới của bạn là cái vấn đề chồng phải nhì bạn chưa có ranh giới ví dụ nữa nè một người đàn ông đến nói với bạn em mới đi ăn rồi giờ đi qua đi anh muốn làm tình với em bạn là người quyết định nói ừ hay không mà em anh thích em rồi đó anh tính là sau này anh cưới em đó nhưng mà hiện giờ công việc anh chưa ổn định em ok thì mình mua nhà rồi nuôi chó nuôi mèo rồi nuôi con với nhau trước đi khi nào anh thích thì mình cưới bạn là cái người quyết định ừ hay là không ừ với cái thằng này Nhi không phải là một người đi ra đây để nói với tất cả các bạn Các bạn phải mạnh mẽ như Nhi Đây là cái sự chọn lựa của Nhi Và Nhi cũng bị tổn thương rất nhiều trong quá khứ Bởi vì cái sự tử tế của mình Cái sự chân thành của mình Cái sự nhiệt tình của mình Kéo ghế sát vô như nói thêm khúc này cho những cái bạn mà Kêu là Nhi gai góc nè Các bạn biết tử tế quá nhiều cũng là một cái điều không tốt Tại vì khi mà bạn tử tế quá nhiều Nó chỉ tăng cái sự hoài nghi lên Khi mà bạn tử tế không có đúng môi trường Như nói ví dụ Trong một cái môi trường mà các bạn đang ở hiện tại mọi người là lừa đảo nhau, ăn cắp ăn trộm nhau, rồi mọi người xạo nhau, rồi mọi người ngoại tình, rồi hơn thua nhau, rồi tiêu diệt nhau, rồi dùng những cái thứ suy nghĩ tầm thường, không lõi để mà ăn trên đầu, trên cổ của nhau. Thì một cái sự tử tế như Nhi, nó là một cái dấu hỏi rất lớn. Các bạn hiểu không? Là người ta sẽ hỏi cái câu vậy nè. Cái mục đích sau lưng của mày là cái gì vậy Nhi? Đây nè. Các bạn không thấy là những cái bạn mà đi vô nói cái gì? Vì nhi em tìm thấy mấy cái kênh mà nó ghi, nó nói xấu gì Nhi này nọ. Sao vậy Nhi có thể đối diện được? Tại vì á, bạn là người tử tế người ta sẽ question bạn question tức là người ta sẽ đặt dấu chấm hỏi tại sao họ đặt dấu chấm hỏi bởi vì cái môi trường mà họ sống đó, không có người tử tế cho nên đối với họ gặp một cái người tử tế như nhi mà họ chưa có trình độ nhận thức họ sẽ coi cái điều này là con này nó chắc chắn nó âm mưu cái gì phía sau lưng của nó để nó làm với ông trên đời này không có ai tốt gì hết họ sẽ tấn công nhi và họ sẽ trả lời từ cái môi trường của họ rồi cái sự phản chiếu từ những người xung quanh của họ rồi cái tuổi thơ của họ nữa đó là lý do tại sao nhi không có quan tâm khi các bạn đến và nói với nhi một cái câu rất là bình thường đó là chị gì, Nhi sao chị nhi dữ vậy em mê chị Nhi lắm nhưng mà chị nhi thô quá chị nhi dữ quá và có nhiều người người ta còn ghét nhi tới độ mà người ta vô người ta đai nghiến người ta trù người ta lấy con nhi ra trù người ta còn chửi nhi đủ thứ hết á nhi nói với các bạn là nhi nhận thức được cái vùng màu tím mà như vải cho các bạn này nè Nhi không điều khiển được ai ngoài kia nhìn nhận gì về Nhi hết Nhưng mà Nhi có thể nhìn nhận được là Nhi có thực sự là một người tử tế và đường hoàng hay không Có sống đúng với cái điều mà Nhi nói và Nhi làm nó có khớp nhau hay không Chỉ có một mình Nhi biết được điều đó Và chỉ có những người sát cánh với Nhi hằng ngày ở với Nhi, làm việc với Nhi, tiếp xúc với nhau biết được là à con Nhi nó có cái rào cản cái rào cản ở đây nó còn thể hiện ở cái chỗ là tôi rất yêu thương bạn tôi sẽ chăm sóc bạn tôi sẽ ở với bạn bạn là con tôi bạn là chồng tôi bạn là vợ tôi bạn là cha là mẹ tôi bạn là bà con với tôi bạn là nhân viên của tôi bạn là nhân người làm ăn với tôi nhưng mà bạn mà mất dạy với tôi một cái á, mà tôi phải say nô no á là tôi sẽ làm và hầu hết tất cả những người bước qua đời như đều biết một khi mà như nói không rồi á mà như nói là như xong rồi như đủ rồi á à, không có cơ hội nữa đâu em em không cần giữ như vậy ha không cần phải hung hăng như vậy hả để em sống cái đời này nhưng mà tin chị đi em tiếp tục hiền em tiếp tục nhu nhược và em không có rào cản em không có ranh giới của em á ai bước vô nhà em cũng được á cái nhà em như một cái thùng rác á đó là cái phản ánh của cái cuộc đời và cái cách sống của em thì em đừng thắc mắc tại sao giống như cái nhà em thôi em mở cửa trăng hoang vậy đừng hỏi tại sao em mất trộn cái nhà của em mở cửa trăng hoang vậy em đừng hỏi tại sao có trâu bò heo gà dịch vô nhà mày ỉa đái bởi vì với ai mày cũng ừ hết á giờ cái háng mày mở ra chành nành cho ai muốn vô vô cái người mày mở ra chành nành ai muốn đụng gì đó đụng tiền của mày mà thích cho ai đó còn cho người ta nói đâm cái này đâm cái kia cái cái là mày ờ chắc là mình là người không ra gì thôi ok chuyển tiền cho mượn liền đưa tiền cho ba má liền đưa tiền cho chồng với vợ liền đưa tiền cho con liền đưa tiền cho bà con liền cho nên hãy cẩn thận khi mình dùng từ ngữ như nó bạn là cái kết quả của cái nhận thức của bạn mà nhận thức của bạn mà kém á bạn nói chuyện ra trình độ bạn chỉ có chừng đó thôi không thấy hơn được trình độ của bạn thể hiện trong cái cách mà bạn giao tiếp hàng ngày nếu như mọi người để ý kỹ á, cái video của nhây á các bạn sẽ thấy những cái video như nói dù hai tuần vừa rồi đây video có nhiều viral về cái chuyện đàn ông phải lịch lãm này nọ nếu các bạn coi các bạn sẽ thấy như la này rất thẳng vô trong mặt đàn ông các bạn sẽ nói với nhi là như là chị nhi người Việt Nam ảnh ngu kỳ ghê phải la này nọ học mới học Không phải cái video của nhi la nó không có thô tục theo cái kiểu mà bạn tua đi tua lại bạn coi á bạn nghe á bạn cảm thấy chói tai mà bạn muốn bỏ đi các bạn không tin các bạn làm lại đi các bạn tua đi tua lại cái video đó bạn nghe đi nghe lại 10 lần bạn vẫn thấy thấm nó sâu tại vì cái cách như nói chuyện nó có kiến thức nó có nhận thức cái cách như phản pháo lại không phải là như hạ bệ họ cái cách như phản pháo lại là như cho họ thấy bạn có vấn đề và như không chấp nhận được bạn đem cái dốt của bạn để bạn giáo dục nhì và như hay giỡn với các bạn một câu như vậy nhưng mà như nghiêm túc luôn á bạn cho cái opinion hay là cái nhận thức của một ai đó làm ảnh hưởng đến bạn tức là bạn đang muốn hoán đổi cuộc đời của bạn cho họ người thành công như nhay như sẽ không bao giờ muốn hoán đổi cái cuộc đời của nhì cho một cái thằng ất ôn nào ngoài đường mà vẫn còn đang nấp váy mẹ và ăn tiền của mẹ và ở nhà ba má nuôi để lên đây thả mấy cái comment và phát ngôn cho nhi để làm ảnh hưởng đến những bạn trẻ khác những bạn trẻ khác vô đọc và cảm thấy mình phải hiền lại mình phải đường hoàng lại chứ mình nói chuyện như chị này là coi chừng đó là mình sẽ bị người này tấn công người kia tấn công thấy tấn công xong cái chị im không nghe không có im người ta tấn công nhi nhi không tấn công lại họ mà nhi đi dạy lại cho họ là mày dốt đó mày học đi nhi không cần phải cái phần trẻ trâu nó vô đến nó chửi mình như không cần Chỉ lấy bằng chứng khoa học ra để chứng minh cho các bạn thấy là người ta có vấn đề về cảm xúc Người ta bị tổn thương tâm lý, người ta không có đủ năm tính, chứ không hiền như chỉ nói sự thật, và sự thật thì nó đắng, nó chua, nó cay, anh đầu nhưng không có ra đây để làm hoa hậu thân thiện Muốn thích coi hoa hậu đi lên youtube search Miss Universe rồi coi Kênh này không phải là kênh hoa hậu thân thiện Kênh này là dành cho bạn nhớ một điều con Nhi này tần hiền như bạn nói đó như hiền tới độ mà Nhi đi xuống đáy như không còn một cái đường nào để khác là gọi là phải đi lên và từ ngày đi lên giờ nhau có nhu cầu xuống lại sẽ có người nói mày vô ơn mày giàu mày có tiền mày chảnh mày kiêu ngạo không phải như mới nhận thức được đúng một cái điều như nhận thức được vậy nè cái lý do tại sao tôi chạy xa như vậy á là bởi vì tôi không muốn gặp mấy người mấy người ra tại vì mấy người là mấy cái người mà tôi không muốn sống kiểu những người á tiếp tục hiền đi bạn như câu cổ nhi lê không dạy được bạn thì đời dạy hồi xưa như cũng như bạn đó nhi không thấy cái sự nguy hiểm của việc là thôi mình hiền thôi đó là chuyện của người ta thôi mình đừng có nhúng vô thôi cái này cũng phải hồi xưa như cứ nghĩ đó là một cái sự thể hiện của người tử tế đường hoàng nhưng mà càng lúc như càng nhìn thấy cái hậu quả của việc là như im lặng đó là như im lặng cũng là việc như đồng ý cho những cái người xung quanh mình cho cái xã hội cái môi trường mình sống tiếp tục được làm cái chuyện bất dạy ngu sở thiếu não thiếu kiến thức và mình đồng ý với cái chuyện đó im lặng cũng là một sự đồng ý và các bạn biết để làm một leader để làm một người bước lên public như vậy nè đòi hỏi nhi phải tập cho mình cái sự dũng cảm rất cao dùng từ dũng cảm rất cao các bạn biết không để mà gạt hết ba cái đóng bèo dạt mây trôi ba cái comment với va với vẫn mấy cái đứa dốt này để vẫn kiên định và biết là tụi nó dốt và mày không hơn thua với mà mấy đứa dốt không cãi lộn với người sảnh rượu không cãi lộn với những người mà dưới tầng mày mày chỉ có thể cho họ kiến thức mày chỉ có thể cho họ thêm muối cho họ mặn thêm mày chỉ có thể cho họ kiến thức thôi còn họ nghe họ không nghe thì hỏi à, chúng tôi quay lại cái vòng lúc nãy đó như nói các bạn cái vòng này nè đây là nhi nhi sẽ tiếp tục là nhi thôi còn cái chuyện mà bạn chấp nhận được nhi là người như thế nào nhi không điều khiển được trong cái vòng tròn này nhi biết nhi là ai phía ngoài cái rào cản và ranh giới của nhi nhi không biết và nhi không quan tâm nhi không điều khiển được người khác tấn công mình nhi không điều khiển được người khác vô hạ bệ mình nhi không điều khiển được người khác vô hù dọa đòi giết con mình chứ không điều khiển được chị người khác đi vô tao coi cái mày được mấy bữa nhưng không có điều khiển được chị người khác sẽ hại tài chính của mình hại công ty của mình hại nhân viên của mình chứ không điều khiển được cái đó nhưng mình như có thể điều khiển được cái việc là thấy họ gần sát tới mình mà mình biết đây là những cái người mà mình không cho phép họ gần mình mình phải đủ sát thương và sát phạt để mà nói vô mặt họ là mày biến mày gần tao thay vắt nữa mày coi chừng đó tao éo có giỡn với mày đâu cái này không có liên quan gì đến hiền cái này gọi là fairness bạn nhìn thấy những cái dấu bằng mà như đây các bạn này FAIR tức là công bằng công bằng ở đây tức là sao tức là nếu như các bạn đối xử với nhi nhớ một cái đứa đầu đường xó chợ nói chuyện với nhì thì nhi sẽ phản pháo lại như cái cách bạn muốn nhưng mà nếu như ngày mai bạn lịch sự có mấy đứa nó mua cá khô cho nhi nó mua đồ ăn cho nhi nó gửi đồ chơi nó gửi quà tặng cho nhi như sẽ FAIR lại ô cảm ơn dễ thương quá à cưng quá à rồi mua cà phê cho nhi đó phải người ta cho đồ như xong rồi như mấy người mày cho tao ba cái thứ tầm thường vậy mua vàng ngọc kim cương đồ trát lên người ta đây không đó chính là fairness đó chính là cái công bằng mà những nói các bạn phải học cách nhận diện được cái sự công bằng này chứ không phải người ta mất dạy với mình rồi các bạn cho họ mất dạy tiếp đi chị họ khốn nạn với mình để ông trời trả báo có những lúc á bạn không đợi trời trả báo á mà bạn trong cái tầm tay của bạn á mà bạn có thể cắt được á, là bạn phải cắt Còn nếu như mà bạn để cho người ta nhay vô cái ranh giới nhà bạn á, mà bạn không cắt á, Bạn là cái đứa có vấn đề Thì từ cái giây phút đó đừng có nói mình hiền mình bị ăn hiếp Tại vì bạn không tập luyện để dũng cảm cho người khác biết đây là ranh giới của bạn á. Tự bạn khổ thôi Hay cho 10 điểm đi Người phụ nữ dạy học có tâm nhất Việt Nam Bánh bèo của chị, chị nói nghe Riêng khúc này ta sẽ nói với bánh bèo nhiều hơn Tại vì tụi bay rất dễ dãi với đàn ông biết không có nhiều đứa ở dưới đó chị nhi mới cũng có bạn trai giống chị nhi tụi em biết chị nhi rất là cực kỳ khó tính cái cái một cái nhi cái vòng ở trong này nè tới rồi bạn trai rồi nói hình như em chẳng thay đổi gì cho anh đó, chỉ có anh thay đổi cho em à bạn phải là cái ngôi máu, bạn phải là cái vương trượng bạn phải là cái mà đàn ông cảm thấy họ muốn phấn đấu để họ được với bạn các bạn biết khi ảnh lên chức hả cả dòng họ tổ chức tiệc tùng ba má chụp hình khoe đăng người này người kia trời ơi mày giỏi quá mày giỏi quá mày tuổi trẻ mà mày được như vậy cái xong ảnh nhìn nói chị anh nói em tất cả mọi người đều nói tự hào về anh hết anh chưa có được nghe gì từ em hết cái nói em tự hào về anh chứ với tuổi của anh ba mươi tuổi như em mà anh lên chức mà anh là sếp lớn trong công ty anh em phải mừng chứ nhưng mà sâu thẳm bên trong ảnh, ảnh biết ảnh không là cái thá gì so với cái điều mà chị phấn đấu được hết á. Thiệt, người ta tự biết luôn. Và em phải là cái món quà để cho người đàn ông cảm thấy là tôi rất vinh hạnh và diễn tốt và may mắn khi được ở với một người phụ nữ như bạn. Em phải sống như vậy đó. Em phải sống như một cái lý tưởng mà để cho đàn ông họ cảm thấy họ phấn đấu, họ tiến tới. Em nghĩ một người đàn ông ở một người phụ nữ như chị mà ai nói cái gì cũng hờ hết ạ à. tại vì nó biết chắc một ngày nào đó chị sẽ gặp những người giàu hơn nó giỏi hơn nó đẹp trai hơn nó xuất sắc hơn nó vui tính hơn nó có du thuyền có phi cơ nhưng nếu như người phụ nữ tức là em em biết cái ranh giới để em nói say no với những thằng đàn ông nào say yes với thằng đàn ông nào nó cũng tương tự như vậy nếu có thằng này gia đình của nó là số 1, nó không coi mày ra một cái gì hết mày cũng phải sẵn sàng say nô no để ở với nó nếu như mày ở với một cái con mà nó sáng tối nó ngựa bà nó đi hết với thằng này thằng kia mày ở nhà mày nấp lùm mày nuôi con đi chẳng hạn mày cũng sẵn sàng say nô no để bỏ cái người vợ đó không có để cho người ta ở trong nhà của mày mà mày cảm thấy mày sống như là áp lực vậy đó mày làm một người cha tử tế nhưng cũng vợ mày không nặng hạn tất cả những cái này nó đều đến từ ranh giới và rào cản mà em không có cam kết với bản thân em là em chung thủy sống của nó cho đến khi tụi em tập cái này mỗi ngày cái gì mình sẽ ừ cái gì mình sẽ không ừ cái gì mình sẽ cho phép cái gì mình sẽ không cho phép và nếu như mà nói mình không cho phép mình phải thiệt sự không cho phép chứ không phải mình nói mình không cho phép xong rồi ảnh vỗ dỗ hai ba câu cái mình ừ không không là không tao thích cái câu này đó tại tao thấy tao trả lời câu này rất là hay tụi em cứ lo mà mấy cái đứa mà ăn hiếp tụi bay hay dữ dằn hơn tụi bay á từ cái giây phút mày nói không phát đi mày nghĩ tụi nó buồn hả tụi nó không có buồn đâu nó sẽ đi kiếm một cái con nạn nhân khác một cái con hiền khác một cái con nó ăn hiếp được để nó ăn hiếp biết không cho nên đừng lo cho những người mà em cảm thấy em phải hiền với tất cả mọi người vừa chọn như tốc độ hay là sức bền các bạn làm như nhớ tới cái mà hồi đầu Nhi học về tài chính á Thầy của Nhi hay uh, nhắc Nhi cái câu là Trên đời này có hai loại kiếm tiền Một là mày đi lừa đảo trong vòng 3 năm xong mày gom một hồi Xong rồi mày biến mất tích luôn Hai là mày quyết định làm bền bỉ cả đời Tất nhiên là nó sẽ chậm Nhưng mà chắc chắn là mày ở trên cái thương trường là lâu Mày chọn đi, được chưa? Cái loại mà 3 năm xong nó biến mất luôn Ví dụ điển hình như là Bitcoin hay là mấy cái gì mà mới 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 Các bạn biết không đây là đợt đầu tính mình đi các bạn sẽ giàu nhanh đó với kiểu đó đó là loại thứ nhất giờ, loại đó là loại nó giống như chuyện là các bạn đi làm tình mà các bạn quên đem bao cô sâu gì đó thì giờ tức là các bạn chọt vô nhiều lỗ và yeah. hên xui coi coi là lỗ nào không bệnh hơn sau ba năm liên tục nó chọt tầm lâm tà la lỗ không có bị bệnh và vô tình đem về được một con vợ ngon cộng thêm mấy đứa con xinh xắn cộng thêm con vợ đó có, có tiền chẳng hạn đó đó là loại một loại hai là đi cần mẫn Yeah, đi quốc gái và lúc nào cũng đem theo bao cao su quá Cho đến khi mà khôn ra Yêu đúng con, lựa đúng đứa Cưới về trong thủy Và đối với kinh doanh hay là tiền hay là gọi là Tốc độ với sức bền nó rất là cơ bản Tùy theo cái nhu cầu của bạn Các bạn muốn thắng lớn, thắng đậm và thắng nhanh á Đi lên giày á Thì nó cũng đi xuống giày Ai mà đi lên giày xong mà không biết rút ra kịp thời á Là bầm đen luôn Rồi các bạn có thích cái kiểu đó hay không nhưng không còn biết Nhi thì Nhi không có nhu cầu đó Nhi tin vô sức bền hơn Sức bền tức là làm sao Nói đơn giản như vậy nè Ngày đầu tiên vô phòng gym Nhi không cần phải đẩy một lần 500 kg Nhi chỉ đẩy một kg thôi Rồi tuần sau như lên 2 kg Tuần sau như lên 3 kg Tuần sau như lên 4 kg như lên 5 kg như lên 20 kg Ví dụ như vậy Thì tương tự với làm giàu cũng vậy Nhi tin như chuyện doanh nghiệp của Nhi Phải kiếm tiền chắc vững và bền Ví dụ tháng đầu bằng lời ngàn đô Tháng sau ngàn mốt ngàn hai ngàn ba các bạn có thể nói trời chị nhi kiểu traditional truyền thống cổ lỗ sĩ quá chị không có biết đánh nhanh thắng lớn nhưng có nhu cầu đó ai mà có nhu cầu đó thì các bạn có quyền được làm như bày cho cái phép các bạn thống kê nè trung bình những người nào mà họ giàu nhanh á các bạn thấy họ biến mất nhanh á các bạn phải tự đặt câu hỏi là mình có ok như vậy không cũng như nổi tiếng thôi có những người đi lên các bạn thấy hai ba năm đỉnh cao danh vọng gì hai ba năm xong họ biến mất tâm mất tích rồi nên chị mới nói là cái gì mà nhanh quá hay là nhiều quá à, Chưa chắc nó là một tín hiệu tốt Giờ tại vì á, bạn tốc độ cho nhanh vô Thì cũng có người tốc độ khác kéo bạn xuống Giờ miễn là bạn có sức khỏe Bạn chịu đỡ nên Nhi cũng luôn tin vô cái chuyện là Không phải là đứa nào kiếm được nhiều tiền hơn Mà là đứa nào có đủ sức khỏe Sống dai để xài cái tiền nó kiếm ra Có nhiều người kiếm tiền rất nhiều Kiếm tiền rất nhanh Nhưng mà đổ bệnh cái cũng đi củi cũ à Đi gặp ông bà ví dụ vậy sống như vậy Đối với Nhi rất đơn giản Thịnh vượng là những cái ngày tháng mà bạn còn thở trên đời này và bạn có tiền để bạn sống qua ngày. Không có nhất thiết là bạn phải có nhiều tiền. Bạn chỉ cần biết là bạn thở, bạn còn sống được. Bạn kiếm ra tiền lo được cho bạn và gia đình bạn. Cũng không nhất thiết phải làm chủ. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Như Lê Foundation nè. Tham gia Như Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, cái thôi. Bye mọi người. Gặp lại mọi người trong những cái like kế tiếp của Nhi. Thank mm -hmm. you.